Rồi, ok, chào tất cả các bạn đến với Lối Sống Miền Tây nha. Hôm nay mình cùng xem chiếc xe cuốc này, nó đang múc cái mương bên đây mà qua lắp cái mương bên kia nha các bạn. Thì cô bé 03 các bạn ơi. Này múc cái mương bên đây dành thấy rất là sâu. Đây là nguyên cái vườn, nguyên cái vườn, giờ phá vườn ra để cái mương này, chắc múc cái mương này sâu nuôi cá luôn quá. Qua lắp mương bên kia lại bằng này. Dời mấy cây kia đi hết rồi. Mương này gác rất là nhiều. Cây đó cây măng cầu, cây măng cầu ở đâu mương này thấy múc xong rồi nó rất là sâu mà nó vừa nó sạch nữa.
Que này vô vườn, múc đất vườn các bạn ơi. Gãy mấy cái chút hết rồi. Quờ đọt dừa chẳng biết cao rồi. Vừa tới trên đọt dừa rồi anh. Các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Múc tới đất cứng không? Rồi mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ để mình có nhiều động lực làm những video tiếp theo các bạn.